Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFK Mobi. Và hôm nay bạn sẽ có video trải nghiệm một tựa game nhập vai đấu pet nhàn rỗi có tên gọi là AFK Chive. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm con game này nhá. Đây các bạn thấy là chúng ta sẽ có code này AFK666888SQ666888. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau vào game khám phá con AFK Chive này nhá. Con game này thì sẽ đưa các bạn trở về thời tiền sử. Đây, chúng ta sẽ đóng vai những cái nhân vật ở trong thời tiền sử. Mình sẽ đặt tên nhân vật nha, sói bạc. Các bạn để tùy chọn nhân vật nam hoặc nữ. Con game này thì các bạn thấy là nó sẽ chơi theo kiểu màn hình dọc nha. Và để xem là cái con AFK Chive này nó sẽ chơi như nào. Ui, một phát VIP. Ui, sao nó lên một phát VIP. Cái gì này, một phát VIP 15 luôn anh em ạ. Vãi. What? Một phát lên VIP 15 luôn anh em ơi. Cái gì đây? Đây chúng ta xin làm nhiệm vụ nhá. Chúng ta sẽ có tính năng triệu hồi này. Đó, các bạn này triệu hồi pet nhá. Rồi. Summon này, các bạn này triệu hồi ra đây. Chúng ta sẽ có là triệu hồi cơ bản và triệu hồi đặc biệt cũng như triệu hồi tình bạn. Thì các bạn thể triệu hồi ra những cái con pet mới ở đây. Rare 4 sao. Ok. Rồi, chúng ta sẽ ra ngoài và bấm phần Adventure này. Về cơ bản thì nhân vật nó sẽ tự động chiến đấu. Các bạn sẽ không cần phải làm gì cả. Anh em sẽ tập trung nhiều vào việc là xây dựng đội hình cũng như là nâng cấp phát triển những cái con pet của các bạn. Âm nhạc không hay lắm nhỉ? Ok, nhạc nó không hay lắm nhỉ? Đây, chúng ta có New Pet này. Bấm vào đây. Game này chỉ có tiếng Anh thôi nhá. Bấm vào đây. À, cái này để ấp trứng này. Con nào ấy hơn thì mình sẽ sử dụng. Đó. Tiếp tục. Rồi, chúng ta sẽ ưu tiên là sử dụng những cái con pet mà xịn xò hơn. Bấm vào đây. Kiểu game nhập vai cây rùa ấy nhỉ. Kiểu đấy. Rồi, tiếp tục. Chỉ có bấm vào đây để chơi thôi. Và game thì nó sẽ kiểu chủ yếu là treo máy. Đây, ra được con pet màu xanh lá này anh em này. Rồi, tiếp tục. Chúng ta sẽ đi triệu hồi pet tiếp. Bấm vào nút triệu hồi ở đây. Và phần giao diện chính, chúng ta sẽ có phần triệu hồi đây. Có phần event này, triệu hồi free một lần. Phần event này tưởng cái con pet nó sẽ xịn hơn nhá. Đây, pet 5 sao legendary, pet sư tử luôn. Wow. Game này thì được cái là mấy con pet ấy, đồ họa kiểu 2.5D anh em ạ, theo phong cách hoạt hình mình thấy là cũng khá là ấn tượng. Đây. Ở đây không? Chúng ta có nhân vật chính và các cái con pet nó sẽ dàn trận ra và chiến đấu. Nhưng mà phần âm thanh chán, game này âm thanh chán thật. Rồi, chúng ta sẽ đến phần nâng cấp pet nhá. Chúng ta có phần nâng cấp này, chúng ta sẽ nâng level này. À, các bạn này nâng level lên. Rồi sau này học kỹ năng. Rồi tiến hóa kiểu. Đây danh sách pet này. Pet cũng chia phẩm cấp và chia theo thuộc tính nữa. Chúng ta có các thuộc tính là hỏa, lửa này, nước này, cây này, gió và cái này kiểu sấm sét ấy. Đấy, đây là giao diện chính. Game nó chỉ có tiếng Anh thôi. Nên là có thể là anh em sẽ cần biết một chút tiếng Anh để chơi được cái con AFK Chive này nhá. Rồi chúng ta lại tiếp tục đi mở trứng này. Ui ngon. Được con pet xanh lá luôn. Các bạn có thể nâng cấp cái level mở trứng này lên thì nó sẽ ra tỷ lệ ra pet ngon hơn nhá. Đây, nó có phần level này này. Ban đầu thì mình cứ chơi theo hướng dẫn của game đã. Đấy, bán 15 con pet cơ. Đây, các bạn để nâng cấp cái level này lên thì nó tăng tỷ lệ. Cái dạng game này thì mình đã giới thiệu anh em rất là nhiều rồi. Đấy, chúng ta sẽ tiếp tục mở pet thôi. Một dạng game mình nghĩ là cũng tương đối hấp dẫn đấy. Được cái là game này nó rất là đa dạng chủng loại pet và nó làm kiểu 2.5D ấy thì cũng rất là ấn tượng. Rồi, level up này. Rồi, không đủ vàng. Cần đủ vàng thì mình sẽ cần phải tiếp tục đi mở pet cũng như là bán pet đi. Rồi, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ nâng cấp kiểu cái này là nâng rank ấy, nâng rank của nhân vật chính của mình lên. À, nó là upgrade ID. À, kiểu lên thổ dân 1, thổ dân 2 các thứ ấy anh em. Rồi, chúng ta có sau này có phần đấu trường này, các bạn này khiêu chiến nhá. Chúng ta đấu trường thường này, championship, arena of Libu này, rồi team arena. Quà dành cho newbie, đăng nhập nhận quà anh em ạ. À, ok. Rồi một số cái phần quà khác nữa. Đấy, game này thì các bạn sẽ phải biết tiếng Anh để có thể chơi được cái con AFK Chive này nhá. Rồi, đây là phần benefit. Nói chung là
Game cũng ok. Đây còn chiến đấu thì nó tự treo máy chiến đấu luôn, anh em cũng không phải thao tác gì quá là nhiều cả ấy. Rất là đơn giản thôi. Dispatch này, cấp pet này, open treasure này. Đấy. Với game này thì mình các bạn cần tiếng Anh thì có thể chơi được. Và chơi nhịp độ từ từ thôi để dễ làm quen, bởi vì mình thấy là game nó cũng rất là nhiều tính năng. Ngoài pet ra đây các bạn nâng cấp nhân vật chính của mình lên này. Rồi mặc trang bị này. Đó, các bạn thấy không? Tức là ngoài nhân pet ra thì các bạn có nhân thêm nhân vật chính nữa. Các bạn sẽ có rất là nhiều cái cần phải nâng cấp. Game nhiều tính năng phết nha. Cái con AFK Travel này rất là nhiều tính năng mà anh em sẽ cần phải tìm hiểu. Rồi được 30 lượt quay tường pet miễn phí đấy anh em này. Đó, các bạn sẽ chọn một trong ba con này. Đấy, tùy vào các bạn thích những con pet nào thì các bạn sẽ chọn. Và bây giờ các bạn sẽ cần đủ level 20 để có thể nhận pet 5 sao miễn phí. Còn đây là quà online này. Game nhiều tính năng lắm. Thật sự là con game này rất nhiều tính năng. Và mình thấy là thế nên mới hấp dẫn anh ạ. Kiểu chơi nó không bị nhàm chán ấy. Chơi cảm giác thời gian chơi qua nhanh dã man luôn. Vì nó quá nhiều tính năng đi và cảm giác chơi nó không bị buồn tẻ. Ok đấy. Mình nếu có một điểm chê thì con game mình là mình chê cái âm thanh game này nó chán thật. Nhạc nó không hay. Đấy, nếu có một cái điểm chê con game này thì phần âm thanh nó không hay cho lắm. Còn lại thì mình nghĩ là cũng rất ok. Đây, game rất nhiều tính năng luôn. Rồi nâng cấp tướng này, rồi nâng cấp pet này. Đấy, các bạn này nâng cấp tướng, nâng cấp pet của mình lên. Đây. Một phát này vừa 30 luôn nhá. Đấy. Lại challenge boss. Rồi tiến bậc cho nhân vật auto. Đấy, tăng sao đấy, anh em kiểu tăng sao đấy anh em. Đấy, tăng nhân vật từ 5 sao lên 6 sao. Rồi lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Ban đầu thì anh em cứ đi làm nhiệm vụ cho mình nhá, để dễ làm quen hơn. Cũng như là mở khóa dần dần các tính năng mới. Rồi, chúng ta có phần khiêu chiến phó bản này. Đây, chúng ta có phần Dark Cave. Các bạn để khiêu chiến phó bản hàng ngày để nhận thưởng nguyên liệu. Thì các bạn để vào khiêu chiến, dàn trận ra khiêu chiến. Bao gồm đội hình, bao gồm tướng với cả pet. Đấy, 5 tướng, 5 pet anh em nhá. Rồi, chúng ta có phần tăng tốc này. Thậm chí là bỏ qua nhanh trận đấu. À, nói chung là cái này như kiểu leo tháp này. Đấy, các bạn kiếm nguyên liệu. Hình ảnh game thì mình thấy là ổn nha. Chất lượng hình ảnh của con AFK Chai là mình thấy rất là ổn áp. Thậm chí các bạn để bắt pet nữa. Game này có thể cho bắt pet nữa. Ồ, rất là nhiều tính năng để trải nghiệm luôn. Thề các bạn đấy. Game rất là thú vị nha. Thì bạn nào mà quan tâm ấy thì các bạn có thể tải con game này trực tiếp trên Google Play App Store. À, nhưng mà game này lại không có tiếng Việt. Thì đây cũng là một cái điều khá là đáng tiếc. Đây, game nó không có tiếng Việt. Đó, chỉ có tiếng Trung và tiếng Anh thôi. Ok, cảm ơn em đã theo dõi này của Sói Bạc nhé. Thú vị, đừng quên like, share, chia sẻ như là subscribe cho kênh Akobi. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở AFK Mobile, community game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao.